Tập 10. Vào đi. Chủ nhiệm, anh tìm tôi hay sao? Chính phủ có tổ chức buổi kiểm tra bình xét, xúc tiến thương mại với các huyện. Ngài phó bí thư huyện có một bài báo cáo cần phải phát biểu. Đây đều là những báo cáo trước đây, cậu tham khảo rồi viết một bản sơ thảo đi. Đây không phải là việc của tổ viết bài hay sao? Ý của anh là cậu sau này cũng tham gia công việc của tổ viết bài. Nội dung cụ thể Giang Hà sẽ nói với cậu sau. Vâng ạ. Còn chuyện này nữa, công tác dịch thuật của cậu hoàn thành rất tốt, xã rất vui. Đây là trợ cấp bí thư Lê Hữu đặc biệt xin cho cậu từ hiệp hội mặt bích. Cái này thật sự không cần đâu ạ. Cảm ơn chủ nhiệm đã cho tôi cơ hội được vào tổ viết bài. Tôi đi làm việc của mình đây. Vẫn là chuyện đường xá. Tôi biết bây giờ quỹ rất căng thẳng chuyện tiền nông, nhưng mà mấy ổ gà ổ dịch cần phải trải lại. Chúng tôi không thể thu hút đầu tư, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì đường xá. Không phải đã phê chuẩn cho các anh đội hay sao? Nhưng mà chỗ ấy không đủ. Lúc đó bọn tôi cùng báo lên với quỹ hạng mục đặc biệt của tỉnh. Hạng mục ấy thất bại rồi, tiền cũng hết. Thế anh trải nhựa đường ít đi chút được không? Tiền đã có hạn, anh còn vung tay quá tráng nữa. Anh đi hỏi Minh Lộ đi, xem còn chút ngân sách nào hay không. Anh tìm tôi về chuyện này đúng hay không? Dân, cô bận thì tôi về trước à. Phê chuẩn rồi hay sao? Gói quỹ hạng mục đặc biệt nào của tỉnh vậy? Lão Cửu, tôi nói trước, đừng có đùa với tôi nha. Tôi còn đang bù đầu đây. Phê chuẩn bao nhiêu? 20 triệu. 30 triệu. 50 triệu. Alo, chủ nhiệm à, có gì cần tôi hay sao? Tôi đang trên đường về quê. Vậy tôi về ngay đây. Dân, quay xe về huyện ủy. Bên sở phê chuẩn tiền rồi. Phê chuẩn rồi hay sao? Phó bí thư huyện giỏi thật đấy, tìm được mối nào cao tay quá. Không phải là chủ tịch tỉnh giỏi đâu. Ngài bí thư đấy. Ngài bí thư á. Thảo nào đến cái biển cũng không cho tôi thay. Ông già chăn dê cũng không cho tôi đuổi đi. Ngài bí thư đúng là cáo già mà. Thế là sao cơ? Tôi nghe không hiểu. Quyền cử nguyên thì khác gì quyền ta chứ. Một quyền là quyền có thể phát triển, sau này chắc chắn cứ phát triển. Một quyền là quyền không thể phát triển, kết quả lại rất phát triển. Nếu như cậu là lãnh đạo sở, cái nào sẽ càng nổi bật thành tích hơn? Ý anh nói là ngài bí thư tỏ vẻ đáng thương. Đường đất nổ cả lớp xe, còn cả lối vào cơ sở chăn nuôi. Có cái biển đất dê cũng không thèm gặm, đều nguyên si. Chính là bày ra để người ta xem. Mỗi chuyện này đều là một nước cờ đấy. Thành tích và tương lai đều tốt, chỉ thiếu tiền sửa đường nữa thôi. Thậm chí còn quy hoạch xong giai đoạn 2 nữa. Nếu không thì tôi đã không bảo vĩnh viễn tôi không làm được bí thư huyện đâu mà. Thông minh thật đấy, tôi không đủ trình đâu. Bí thư Mai đúng thật là anh Minh. Lãnh đạo sở thật anh minh mà. Mọi người ngồi đi. Dạ cảm ơn.
Chủ tịch Quách, hôm nay chúng tôi buộc phải tới đây gặp mặt trực tiếp cảm ơn ngài. Quỹ hạng mục đặc biệt này có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với chúng tôi. Không cần cảm ơn tôi, đây là kết quả bỏ phiếu. Vậy cũng phải cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội được bầu này. Một thành phố có mười mấy huyện, chúng ta cần cùng nhau tiến bộ. Không thể nào một huyện cầm cờ đi trước, còn các huyện khác lại dậm chân tại chỗ được, đúng hay không? Đề xuất của mọi người đều rất thực tế. Thành thật mà nói, có rất nhiều hạng mục ưu việt, nhưng mà chúng tôi càng coi trọng người thực hiện. Thành sự tại nhân. Tôi cũng đã thấy sự nỗ lực trong công việc của mọi người. Sự nỗ lực của mọi người không phải là vì thành tích chính trị ngắn ngủi. Hạng mục không những phải được thực hiện mà càng phải được hoàn thiện. Hy vọng lần này mọi người không phụ sự ủng hộ của quỹ hạng mục đặc biệt. Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ không phụ lòng các vị lãnh đạo đâu ạ. Uống trà đi. Có nhận ra đây là trà gì không? Lần trước tôi mua ở chỗ mọi người đấy. Có gì gấp này? Thường vụ cần bản biểu báo cáo xúc tiến thương mại từ 3 quý năm ngoái tới hiện tại. 5 giờ chiều nay phải nộp lên, hay chúng ta phân ra? Tôi không có thời gian đâu, chuyện thường vụ gấp lắm đấy. Không thì cậu đi hỏi mà xem, chủ nhiệm cần tôi với bản thảo cũng gấp lắm. Không thì anh đi hỏi xem. Còn chưa về hay sao? Tiểu Chu phải đi tỉnh lỵ với chủ tịch tỉnh rồi. Vì có anh ta cần người làm thay, tôi phải tăng ca. Không phải anh ta trong tổ viết bài hay sao? Tiểu Mã đâu? Yêu cầu của phó bí thư huyện hơi cao, anh ta cũng bị thay rồi á. Tiểu Chu mấy hôm trước không phải vừa về rồi hay sao? Đúng. Hình như bảo còn thay đổi nữa. Tôi nghe nói chủ nhiệm vẫn đang tìm ứng cử viên. Phó bí thư huyện ngãi vừa lên đã đổi mấy nhân viên liên lạc rồi. Mấy ngày hôm nay có người đến nhà tôi làm mai, tôi giới thiệu đối tượng. Tôi vừa thấy là anh, đã bảo chúng ta là đồng nghiệp đấy. Có người nói chuyện với anh chưa? Chuyện từ bao giờ đấy? Anh xem, đến anh còn chẳng nhận được tin gì. Thế thì cũng không khác phán đoán của tôi là mấy, quăng lưới lớn đây mà. Sao bà Mai bây giờ cứ như vậy nhỉ? Anh xem bây giờ chúng ta như thế, có tính là đang xem mắt hay không? Trưởng phòng Hầu nói ra cũng xấu hổ quá. Ngày xem, các vị lãnh đạo đến bữa cơm cũng không chịu ăn, bọn tôi còn uống không một bữa trà. Tôi còn nói với lão Cửu, việc này thật đúng là không nên. Bí thư Hiểu ca của bọn tôi trên đường còn bảo, thế này không chỉ là không lịch sự đâu, mà là không hiểu chuyện luôn đó. Dần, để tôi đưa bí thư Hiểu ca nghe điện. Trưởng phòng Hầu, anh còn chưa tăng làm hả? Anh xem, bọn tôi còn không quan tâm lãnh đạo gì hết, đã tự đi ăn cơm trước. Không không, là bọn tôi đi được nửa đường lại đói bụng, vừa hay đi qua quê phó bí thư huyện ngãi nên xuống xe ăn chút thôi. Chúng ta đã nói rồi nhé, lần sau bọn tôi sẽ đặc biệt mời anh đến đây. Anh nhất định. Dân. Chỉ trên có một phiếu thôi ạ, thật đúng là thắng hiểm. Làm sao có thể nói là chúng tôi may mắn, đều là nhờ các vị lãnh đạo giúp đỡ thôi. Sự ủng hộ của các vị với chúng tôi thật quá lớn. Dân. Trưởng phòng Hầu làm gì gà? Dân ạ. Tạm biệt. Chúng ta chạy đi chạy lại bên tỉnh, giờ giải khắp nơi. Nếu như bên sở không có chính sách tốt thì chúng ta cũng không thành công đâu. Đúng đó, thật thấp thỏm mà. Khó khăn lắm ta mới cho cơ hội đó. Lý Bảo Bình, anh tí là chăn ngang xương rồi đấy. Đúng, nói anh đấy. Lý Bảo Bình chính là nói anh đó. Tôi... Bí thư,
Phó bí thư huyện, bầu không khí hôm nay thật là tốt. Hay là ta uống ít rượu đi, cứ coi là rượu khánh công vậy. Đúng đúng đúng, được, để tôi mời. Không được, đã là về quê tôi rồi, phải là để tôi mời mới đúng. Không không không, để tôi, vẫn để tôi đi. Chủ nhiệm Từ tôi chứ, mọi người đừng tranh với tôi. Không phải bảo tôi là lão Hà Tiện hay sao? Hôm nay bắt buộc phải để tôi mời khách. Ngài bí thư thù dai thật đấy. Còn phải nói, lần đầu tiên họp chính phủ, tôi mới bảo dừng mấy hạng mục thôi, và đều đã mắng tôi bủn xỉn. Đến giờ vẫn nói đó. Mau bạn đuổi tới đây, được, lấy cái đắt vào nha. Đúng rồi, lấy cái đắt nhất đó. Rồi. Hướng đi của cậu lạc đề quá rồi. Đây, ngồi xuống. Cụ thể trong này, hãy nói những chuyện mà ta đã làm được. Nhất định phải nói hết nói đủ. Nói nhiều nữa cũng không sao. Chỗ này thể hiện những thành tích mà ta đã đạt được không được rõ ràng. Còn cả những vấn đề và khó khăn chúng ta gặp phải nữa, nói ra cũng đừng trực tiếp quá. Chủ yếu là phải thể hiện được chúng ta lòng tin và thành quả vượt qua khó khăn. Tôi nói cậu hiểu không? Dạ hiểu. Số liệu giết cậu không phải lo. Thủ lĩnh và lĩnh hội dùng từ cần mới mẻ hơn, mạnh dạn hơn. Cậu có thể đọc thêm nhiều văn kiện các năm trước và tổng kết quy luật, đúng không? Alo, đến đây. Tám ngàn dặm mây và trăng, chúng ta cùng Trường Chinh. Hôm nay coi như là thắng lợi. Thật không dễ dàng mà. Phó bí thư huyện Ngãi, cuối cùng cô cũng được về nhà. Có mấy ngày thả lỏng rồi. Đúng, tôi đề nghị chúng ta cùng nhau chúc phúc phó bí thư huyện Ngãi một ly. Được, nào khách khí quá. Mấy chuyện to nhỏ của huyện làm cô mệt rồi. Chung khổ, khổ chung thôi. Mọi người chúng ta cũng không dễ dàng gì mà. Nào, phó bí thư huyện Ngãi kính cô. Bí thư Hiểu ca, anh Lưu gọi nè. Để tôi đi nghe điện chút nha. Mọi người cứ uống trước đi. Anh Lưu ạ. Dạ, ngài cứ nói đi. Bí thư, mình tôi kính anh ly này. Đừng, anh rót nhiều quá rồi. Đừng, không sao đâu, không sao. Anh cứ từ từ thôi, từ từ. Ban nãy phó bí thư huyện nói rất đúng. Chuyện chăn nuôi bò sữa là do tôi làm không tốt. Chuyện này thiếu chút nữa khiến cho quỹ hạng mục đặc biệt từ chối chúng ta rồi. Lần này nếu như không có anh và phó bí thư huyện lấy được tiền quỹ hạng mục đặc biệt, tôi thực sự đã trở thành tội nhân của huyện Quang Minh. Anh có biết chuyện này đã dây dứt tôi bao nhiêu ngày hay không? Đến tối tôi cũng không ngủ được đó. Lúc mà tôi vừa nghe được phê chuẩn, nếu như tôi không còn trong xe, tôi đã nhảy cẩn lên rồi. Nếu không, hòn đá đè nặng tôi, cả đời này cũng không đặt được xuống mất. Bí thư, tôi kính anh. Một nửa thôi. Không sao, đừng mà. Bảo Bình, nhiều quá rồi Bảo Bình. Vậy tôi uống với anh ly này nha. Bí thư, anh đừng có như vậy mà. Anh đừng như anh ấy. Tôi không có ý đó, bí thư. Mọi người đều vất vả rồi. Nào. Cảm ơn. Bí thư, anh không sao chứ? Uống thật không ít. Xã Nguyên Bình chúng ta thật đúng là không dễ dàng gì. Bí thư à, tôi hôm nay không phải là uống rượu kể khổ với lãnh đạo đâu ạ. Nói thật lòng, Tôi thực sự muốn làm chút chuyện gì đó. Anh cũng đã phê bình rồi. Anh nói chúng ta là xã nông nghiệp, vì sao cứ phải đi làm xí nghiệp phụ tùng mặt bích làm gì? Nếu như không có quỹ hạng mục đặc biệt rót xuống, giai đoạn 2 của nông trường bò sữa đã trống mấy năm rồi, thực sự không thể làm được gì. Không có tiền tôi cũng chỉ đành nghĩ cách khác. Chọc lớp xe van của trưởng phòng hầu là ý kiến của tôi. Bí thư và phó bí thư huyện khó khăn lắm mới mời được anh ta đến, thật không thể để cho anh ta chạy mất được. Bí thư, anh biết vì sao tôi lại bị phạt hay không?
Bởi vì tôi ngốc đó. Người khác toàn là cấp trên sai gì làm đó. Nếu không cho thì kiên quyết không làm. Chủ nhiệm Từ, anh đóng giúp tôi cửa sổ chứ. Nguyễn Cửu Huyên không giống như Nguyễn Quang Minh. Xã với xã lại càng không giống nhau. Bây giờ có rất nhiều chính sách, đều là một giày nhiều chân. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải mở cuộc họp. Thực ra có một số việc không cần thiết phải họp hành gì hết. Đặc biệt là những xã trấn xa xôi hẻo lánh, cứ từng chuyến chạy lên tới huyện. Tôi với xã trưởng Cao từng tính rồi. Nếu như người đứng đầu phải viết báo cáo mỗi ngày thì còn bao nhiêu tinh lực có thể hoàn thành công việc của mình đây? Những cuộc họp cứ nối tiếp nhau, bọn tôi chỉ còn thời gian sau khi tan làm để hoàn thành công việc mà thôi. Bí thư, tôi muốn hỏi một câu không nên hỏi. Rốt cuộc là hành động để hiệu quả quan trọng hay hình thức mới là quan trọng đây? Còn gì nữa không? Tôi thấy công việc cơ sở căn bản có hai loại. Một loại là làm cho cấp trên xem, một loại mới làm thực chất làm. Tinh thần phản đối các hợp chủ nghĩa hình thức lại là dùng phương pháp của chủ nghĩa hình thức ban văn kiện xuống. Phía huyện không phải cũng thế hay sao? Bí thư à, thực ra thành thật mà nói, giờ đây muốn làm gì thì cũng rất khó. Bởi vì không có ai làm việc hết. Làm việc càng nhiều, tỷ lệ phạm sai lầm càng lớn. Thế là càng dễ bị quy trách nhiệm. Phía huyện chỉ lo giám sát tiến độ và kiểm tra. Xã trấn chúng tôi chỉ có thể chấp hành không hơn không kém. Không được phản bác, không được giải thích. Bảo Bình à, nếu như anh thấy uất ức quá, quá mệt nhọc thì anh có thể không làm. Chủ nhiệm Từ, dừng xe đi, tôi phải nôn rồi. Ngài phó bí thư huyện phải phát biểu. Không cần phân biệt là câu cử miệng hay văn viết sao? Nói thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là gì? Là tuyên truyền giác ngộ phải đúng mọi lúc mọi nơi. Thế nên cậu không phải lo là ai nói như thế nào. Dù là nói miệng hay viết trên giấy thì đều là ý như tôi vừa nói thôi. Tuyên truyền giác ngộ, nhớ chưa? Để tôi nghĩ xem còn gì nữa nào. Ngải tiên chi kỹ tính. Bình thường cậu phải chú ý hơn phong cách lúc nói chuyện của cô ấy. Lãnh đạo khác nhau, có phong cách khác nhau. Tôi không biết cậu có để ý hay không, nhưng mỗi người nói chuyện đều có đặc điểm của mỗi người. Ví dụ như Bộ trưởng Lý Đường. Bộ trưởng Lý Đường khi nói chuyện, công việc tuyên truyền này tuyệt đối không thể như cắt rau hẹ, cắt xong lại dài, mà phải như nhổ hành. Nhổ một mất một. Lại như Bí thư Mai. Bí thư Mai nói chuyện: thưa các đồng chí, chúng ta phải làm đến độ lòng không ngã, chân không mỏi, mắt không hoa, tay không duỗi. Anh nói toàn huyện ủy. Anh thử lấy một người trong chính phủ xem. Phó bí thư nói sao? Tình thế của huyện Cửu Nguyên đã là lửa xém chân mày rồi. Kêu gọi đầu tư cũng bao nhiêu chuyện như thế. Tôi làm gì có thời gian mà mô phỏng cái đó với cậu. Cái đồng chí thật không nỗ lực gì hết.
Cậu còn cười, Lâm Chí Phi, cậu dịch cho tôi. Thế nào là tranh thủ thời gian xem? Thành tích không lớn 5 năm có, bước đi không dài 5 năm tiếng, một chút tính chủ động cũng không có. Tôi hỏi cậu, cậu với Giang Hà đã phát triển đến mức nào rồi? Câu trước vừa nói là gì ấy nhỉ? Thanh niên cũng thông minh thật đó. Nói chút đã rõ rồi. Tôi thấy tổng thể vấn đề không lớn. Nhưng mà câu cuối này thì cậu xem đi. Thành tích không lớn 5 năm có, bước đi không dài 5 năm tiếng. Câu này lần trước phát biểu Phó Bí Thư Huyện đã nói rồi mà. Nên là lần này đừng dùng vào nữa. Đổi câu khác giùm tôi. Vâng ạ, vậy để tôi sửa lại cho. Câu chuyện này nữa, tôi nói thời gian cậu đến đây không lâu, nhưng mà cậu rất cần cù, tận tâm làm việc, con người cũng thành thật. Phó chủ nhiệm được phân công quản lý cũng đã mấy lần biểu dương cậu. Ngoài trường tổ viết bài, vốn tôi còn định để cậu đến khoa điều tra nghiên cứu và thông tin học hỏi chút, nhưng mà giờ có nhiều việc quá, sao tôi lại cho cậu cơ hội rèn luyện khác nha. Vâng ạ. Sắp tới cậu có dự định kết hôn hay không? Dạ không. Vậy sẽ đỡ rất nhiều trói buộc. Tốt. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Có việc tôi lại gọi cậu. Vâng ạ. Sớm thế này đã về nhà rồi sao? Em còn tưởng anh vào tổ chức bài rồi thì ngày nào cũng phải tăng ca. Ai ngờ đâu, anh nghe họ bảo lúc bận á thì có Tết cũng không được về. Anh nghĩ anh cũng không chịu được đến lúc ấy. Anh họ nói với anh, bò hết được tháng này thì cũng bị đá đít đi thôi. Miệng anh thì nó không quan tâm, thế mà chuyện nào cũng cố. Đá bóng thua cũng không vui, làm gì cũng tốt hơn người khác hết. Anh là người thế nào em còn không hiểu hay sao? Quan trọng là công việc, khó hiểu quá đi. Anh cũng không biết phải nghe ai. Em xem, em viết bản thảo theo ý chủ nhiệm Phạm thì đến chỗ Phó Bí Thư Huyện cũng bị bác bỏ. Chứ ngày hôm nay em nói xong thì mai cô ấy lại thay đổi. Toàn không bắt nhịp kịp thôi. Có lẽ Hà Đông Ô nói đúng, tính cách của anh không hợp với lại đơn vị như thế. Anh ấy vẫn cổ vũ anh lập nghiệp à? Em biết không, hôm qua còn họp video nữa. Giải quyết thoát nghèo là hướng đi chính. Em biết không, điều quan trọng nhất trong lập nghiệp chính là tìm hướng đi. Anh bảo em chứ mẹ anh cứ bắt anh phải thi công chức hoài. Mẹ anh còn cho anh thêm nửa năm để lăn lộn ở ngoài. Phương án của bọn anh không chừng sẽ tìm được vốn đầu tư mạo hiểm. Nhưng mà em thấy mẹ của anh nói đúng đó. Ổn định cũng tốt mà. Được, hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Có chủ đề chung cũng tốt. Đến lúc gặp nhau cho bớt chuyện. Tiểu Vi à, mẹ của anh đến rồi, anh cúp máy nha. Con đang tập à? Sao thế mẹ? Sao lại khóa cửa rồi? Có chuyện gì vậy mẹ? Ăn cơm đi. Mẹ 23 lần cho con rồi mà con chưa ra nữa. Vậy để con tắm cái, để gọi điện thoại cho ai đó. Con không có gọi đâu, con vừa tập mà. Đi tắm còn cầm điện thoại nữa hả? Lâm Chí Vi, mẹ nghiêm túc nói cho con biết, chuyện con yêu đương mấy ngày nay đừng có nghĩ tới nữa. Mẹ với ba của con đều không đồng ý đâu. Bảo Bình, chuyến đi lên tỉnh lần này mệt tới nỗi chút nữa là tôi bò tới đây rồi. Là do anh không luyện tập thôi. Bọn tôi không giám sát anh ở đó, làm tưởng đường của anh cứ tụt dốc thôi. Lúc này chẳng lẽ anh xong lên chắc. Thường Dụ, anh đến sớm quá. Thời tiết hôm nay tốt thật đó. Anh đang tập hả? Không, tôi thấy sau khi béo ra, mặt mình hình như càng sáng hơn thì phải. Đúng là xuân phong đắc ý mà. Có đúng không Bí Thư Bảo Bình? Đúng. Có một tiệm ăn vừa mới ký chuyển nhượng, còn chưa mở kinh doanh đâu. Chúng ta hãy đi nếm thử với nhau. Nghe nói ở huyện Cửu Nguyên mà muốn ăn tiệm nhà này còn phải lấy số xếp hàng đó. Cậu đặc biệt mời cả đầu bếp tiệm chính đến nấu cơ. Anh Quân, anh là nhãm thực,
hay là anh tới nhận xét cho họ đi. Lưu Á Quân, cục trưởng công thương huyện Quang Minh. May là anh gọi tới, không thì tôi cũng cướp máy. Bây giờ không cho tổ chức tiệc, không cho uống rượu đâu. 8 điều quy định, anh còn không rõ hay sao? Anh làm thế không phải đậu hố chung tôi hay sao? Làm gì có tiệc tùng, chỉ là một bữa cơm mấy món gia đình đơn giản thôi, lãng uống với nhau thôi. Anh yên tâm, tuyệt đối không rườm rà, không uống rượu, được không? Được, 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 tôi biết rồi. Vậy tôi đi họp trước đây, để nói sao nhé, được không? Anh ba, thế này là anh ta đồng ý hay là không đây? Em trai anh nhỏ hơn tôi, cho nên mới gọi tôi là anh ba. Anh đừng học theo cậu ta. Anh chuẩn bị trước đi, đợi điện thoại của tôi. Thế là tối nay hay là mai vậy? Anh cứ chuẩn bị cho ngày hôm nay luôn đi. Một chút xíu nữa tôi lại hẹn thời gian với họ. Cậu hai nhà họ Thôi các anh giờ đã là ông chủ rồi, còn mở trong tỉnh thành làm gì vậy? Trong tỉnh thành có mở chi nhánh. Nó nói chuyện ở huyện Quang Minh, có gì cứ tìm anh. Nó nói hai người là bạn bè hơn 20 năm rồi. Cậu ta là dân ăn dạ, đã lừa được tôi rồi. Được rồi, tôi về trước nha. Đợi đã, giám đốc Trịnh buổi trưa rồi. Anh ăn bữa cơm hãy đi. Gần đây mọi người đều vất vả rồi. Bài phát biểu của các bộ ban nãy đều nói rất hay. Hạng mục bảo hộ đầu nguồn sông của chúng ta đã tiến hành nhanh hơn dự kiến khá nhiều. Tiền của quỹ hạng mục đặc biệt cũng đã được phê chuẩn. Ở đây tôi xin cảm ơn Bí thư Thanh Sơn đã tạo nên nền tảng rất tốt cho chúng ta. Tiếp theo sẽ chỉ thừa thế xông lên. Sau đây tôi sẽ nói chút quan điểm cá nhân của mình. Đầu tiên trong công việc, chúng ta phải có tư duy chiến lược. Thứ để ta vững chân, đó là ưu thế cá nhân hạng mục. Tốt khoe xấu che, định vị chuẩn xác, phát triển hai ngành sản xuất trụ cột là mặt bích và sữa bò. Thành con rồng hai đầu, đưa toàn huyện Quang Minh tiến lên. Chúng ta phải phóng tầm mắt cho thật xa, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm. Phải lên kế hoạch từ trước để làm tốt chuẩn bị. Ngoài ra phải có quan điểm phát triển khoa học chính xác. Sự phát triển của chúng ta phải từ có hay không có, thành tốt hay không tốt, tuyệt đối phải là phát triển với chất lượng càng cao hơn. Tôi lại nói đến chuyện xúc tiến thương mại. Mọi người đều biết bây giờ đang là lúc lội ngược dòng, không tiến chính là tụt lùi. Đầu tiên phải cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hành chính, phải khiến cho các xí nghiệp bằng lòng tới và giữ chân được họ. Chúng ta và các xí nghiệp phải thành lập mối quan hệ chính trị thương mại thân thiết trong sáng, để họ được yên tâm tập trung phát triển ở chỗ chúng ta. Thứ hai là phải nắm bắt, tranh thủ hạng mục, muốn phát triển nhanh thì buộc phải đầu tư. Chuyện này đồng chí Minh Lộ sẽ dẫn dắt. Bộ Tài chính và Bộ Cải cách Phát triển sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện biện pháp sát hạch tranh thủ hạng mục, rồi đưa ra thưởng phạt cuối năm. Ngoài ra, Bộ Cải cách Phát triển, Bộ Nhà ở và Kiến thiết Thành thị, Nông thôn, Bộ Giao thông, Khoa học Kỹ thuật Nông lâm, Bộ Thủy lợi và các bộ ban ngành quan trọng khác phải tiếp tục mối liên hệ vững chắc hơn với các bộ ban cấp trên, tranh thủ càng nhiều sự ủng hộ hơn. Các chị đang ngồi đây đều đang gánh vác trên vai trọng trách duy trì sức khỏe phát triển cho kinh tế xã hội của Quang Minh. Chúng ta phải trên dưới một lòng, kết thành một giải mới có thể phát huy tác dụng đến mức lớn nhất. Thành công không phải do tôi, đừng tính toán được mất của mỗi người. Sự phát triển của huyện Quang Minh là một vở kịch dài. Thực ra thời gian biểu diễn của mỗi người thật sự rất ngắn, nhưng mà chỉ cần nghiêm túc làm tốt công việc của bản thân thì sự phồn vinh trong tương lai của huyện Quang Minh tuyệt đối sẽ có công lao của các vị. Còn chuyện này nữa, hôm nay ta cũng nói luôn, từ sau trở đi khi họp phải nói trọng điểm, tăng hiệu suất. Các cuộc họp có thể gặp chung hay cứ gặp chung. Chuyện có thể nói rõ trong điện thoại thì cũng không cần họp riêng để nói. Chúng ta cũng không thể có lỗi với người phát minh ra điện thoại, có đúng không? Để giúp các vị đồng chí ở xã trấn xa xôi đỡ phải cất công chạy lên đây. Hai phòng ban hãy kiểm tra cẩn thận, cố gắng bỏ bớt kiểm tra có thể bỏ bớt được đối với các xã trấn. Một câu thôi, để giảm bớt gánh nặng cho cơ sở, cần dừng lại ngay chủ nghĩa hình thức không đứng đắn. Từ nay trở đi, phát biểu chính của các vị lãnh đạo các cấp hãy tự viết hết, trình bày miệng cũng được. Những lời động tết hay lời khách sáo hãy bỏ hết đi, hay chỉ nói trọng điểm thôi. Sau này đa phần các cuộc họp hàng ngày, chúng ta hãy cố gắng giảm bớt chỉ khoảng trong nửa tiếng thôi. Hiệu suất được nâng cao, thực ra đối với mọi người cũng đều có lợi thôi. Những chuyện ảnh hưởng đến hiệu suất ta cứ bỏ qua, việc khó việc khổ vẫn phải làm. Đảng đưa các vị lên nhận chức trách này không phải là để nếm mật ngọt. Đảng viên Đảng Cộng sản phải biết chịu khổ, có lúc phải cắn chặt răng mà nhịn tiếp. Cũng đừng cảm thấy uất ức.
Nếu những người ngồi đây ai ai cũng oán hận, thì quyền quỷ đại diện oán khí ngập trời, quyền quang minh sẽ tiêu tùng mất. Nếu như các vị đồng chí khác không có việc gì, thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. 6 giờ tối, tiệm lẩu bò cạp u đối diện xưởng rượu, Quét Tứ Kính chờ cục trưởng Lưu. Muốn ăn lẩu tiệm này ở xã Cửu Nguyên thì chắc chắn phải lấy số xếp hàng đó. Tôi còn lấy làm lạ, không phải mấy tiệm lẩu đều giống nhau hay sao? Sao họ lại khác biệt đến như vậy chứ? Lẩu thôi. Nào, nhanh lên. Quan nghênh ngài lãnh đạo, quan nghênh ngài lãnh đạo, cục trưởng Lưu, sở trưởng Tàu. Được rồi, ngồi xuống đã rồi giới thiệu cho rõ ràng. Anh bao lên phòng riêng thì dẫn bọn tôi đi. Mời đi bên này, đi bên này đi. Bên này rộng rãi hơn nhiều nè. Mời ngài lãnh đạo. Nào, mời đi bên này. Nghiêm túc tuân theo yêu cầu của các vị lãnh đạo, tuyệt đối không rườm rà. Rượu cũng không chuẩn bị luôn. Mời ngồi. Nồi trong bếp chắc vẫn nóng, anh mau mang các món lên đi, còn đợi cái gì nữa? Nào, ngồi đi, cục trưởng Lưu, ngồi đi. Vậy hơi rườm rà không? Rượu đâu? Cái anh này, bạn bè nhà ai tới lại không có rượu chứ? Uống một ít là được rồi. Anh Kiến Lân ngồi đi, quay lại đã, cục trưởng Lưu uống rượu tương hương nhé. Anh đừng có mang rượu thanh hương nha. Chỗ này cũng tốt lắm, ở giữa coi như bao hết rồi. Ông chủ Trịnh à, anh nhặt đâu được người bạn này vậy? Anh Kiến Lâm à, nhãn hiệu này là của em trai anh ta. Anh trai ấy đang muốn mở chi nhánh ở huyện chúng ta. Em trai anh ta đã mở chi nhánh đến tỉnh thành rồi, việc làm ăn rất là lớn, thực sự không phải thế này. Đợi mấy ngày nữa mở cửa buôn bán, lúc chúng ta lại gặp nhau, các anh cứ gặp mà xem. Cùng cha khác mẹ, thật đúng là một giống hai mẫu đất. Người anh trai này cứ như được nhặt về vậy. Được rồi, không nói nữa. Chút nữa tôi tự phạt ba ly, mai chúng ta vào thành phố ăn bít tết nha. Thôi, tôi thật là không uống nổi đâu. Gần đây đang giảm cân mà. Anh xem, tôi đấy cứ đến bữa ăn là mỗi ngày đều phải ăn một quả cải chua. Đúng, giống như là vợ tôi không cho tôi đến đây đâu. Anh xem, anh cứ bảo tôi, chúc tôi phải đến ngày hôm nay, lại bày một bữa như thế này. Anh Quân, mấy năm nay mới ra ngoài làm ăn thôi, cũng không dễ dàng gì mà. Anh ta chỉ muốn tìm cơ hội, tìm người giúp đỡ thôi mà. Không, gặp anh là được rồi, gặp tôi có tác dụng gì đâu chứ. Anh xem kìa, tôi có đắc tội anh đâu chứ anh Quân. Anh đâu thể đùa tôi như thế được. Lãnh đạo à, mọi người uống chút nha. Để tôi bảo nhà bếp lên thêm hai món. Thuận Tử thêm hai món mặn đi. Vâng ạ. Rượu này ai tặng anh đó? Tôi vừa mới mua quán tạp hóa bên cạnh kìa. Uống rượu này xong sẽ không đánh người chứ. Anh còn có rượu tương hương gì không? Bỏ đi, uống ít trà. Không, anh mau mang ít bia tới đây đi. Cầm cái này đi. Không cần rắc rối vậy đâu, chỉ uống chút trà thôi, không có phiền đâu mà. Có chút chuyện rượu thôi. Anh vào tủ văn phòng tôi lấy rượu tới. Bọn tôi đang ở quán lẩu bò cạp u đối diện xưởng rượu. Đây, nhanh lên. Lãnh đạo à, bọn tôi vẫn đang bận trang hoàng chỗ này. Đợi bọn tôi sửa xong thì Tôi nhất định sẽ mở cửa, lại mời mọi người. Lúc của hôm nào anh mở cửa vậy? Nói đi. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Là chuyển nhượng hay như thế nào chứ? Ngài lãnh đạo à, ở huyện Cửu Nguyên, bọn tôi là một chuỗi nhà hàng lẩu. Cửa hàng đóng cửa này đã ký hợp đồng chuyển nhượng rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đến Cục Công Thương làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hay sao? Không phải chứ. Anh làm thủ tục gì, anh cũng phải làm theo chế độ quy định chứ. Có đúng không, Cục Trưởng Lưu? Dạ, đúng. Vẫn phải làm theo quy trình nè. Thức ăn đến rồi đây. Nào, nhanh lên. Nào. Ngài lãnh đạo à, đây là rau tôi mang từ huyện Cửu Nguyên tới à? Là tự nhà trồng được đấy. Tuyệt đối sạch. Có thuốc bảo vệ thực không? Có sạch không đó? Cục vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra chưa? Anh nói sợ là không tính đâu. Tàu à, nông dân tự trồng đấy, màu xanh hữu cơ. Ăn đi nào. Đã kiểm tra rồi, ngài còn cần tới 20 ngày làm việc nữa. Chậm vậy sao? Có thể nhanh hơn không ạ?
Không được ạ, bọn tôi phải làm việc theo chế độ quy định. Xin ngài chờ thêm ạ. Em nói đúng, không sai gì hết. Nhưng mà anh cả muốn lập nghiệp mà, anh phải ủng hộ anh ấy chứ. Em vất vả rồi. Để anh về, ngày nào anh cũng đón con. Được. Vậy anh cúp máy trước nha. Cục trưởng Lưu à, bọn tôi đã tới rồi nè. Phía bên anh thế nào rồi ạ? Anh đã xong việc chưa? Anh đừng gấp, cứ thông thả nha. Không được đâu, tí nữa tôi còn phải đi họp nữa. Không sao, bọn tôi hôm nay không có chuyện gì hết. Bọn tôi đặc biệt chờ anh nha. Không sao, anh cứ đi họp đi. Anh ra ngoài là có thể thấy bọn tôi rồi. Bọn tôi chờ đón anh ở đây. Không cần phải đợi tôi đâu. Gần đây kiểm tra hơi gắt gao đó. Nói sao nha, được không? Đến Lưu Á Quân, cục trưởng, hai anh em họ thôi mới từ tỉnh về muốn gặp anh để chân thành thăm hỏi, đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Không cần khách sáo, có việc trực tiếp giải quyết là được. Không liên quan đến các anh đâu. Là vấn đề của người chủ trước, trước khi chuyển nhượng họ có chút vấn đề thủ tục vẫn chưa xử lý xong. Vậy người chủ cũ có vấn đề gì không ạ? Để tôi gọi luôn cho anh chủ cũ. Để anh ấy đến đây luôn được không ạ? Chúng ta cứ giải quyết ở ngay đây luôn. Cô thấy được không? Anh ta có tới cũng phải đợi quy trình thôi. Tuần tự cụ thể thông báo trên tường bên kia đã viết rõ rồi. Ngài có thể qua xem. Thủ tục cần có thời gian ạ. Lần trước cô ấy nói phải đợi thêm 20 ngày làm việc. Thế không phải ta phí công đợi rồi hay sao? Đồng chí à, vậy chuyện của bọn tôi bây giờ nên tìm ai hay là thiếu chữ ký của ai ạ? Cô có thể nói tên của họ cho tôi được không ạ? Chúng tôi có thể tự tìm cách. Là trưởng ban hay cục trưởng hay là ai ạ? Đến Lưu Á Quân, cục trưởng, cục trưởng Lưu có đó không? Đi thôi. Anh Lưu, mời ngồi. Bí thư Mai, nói thật thì ưu đãi của quyện Cửu Nguyên khá tốt. Nếu chỉ là điều kiện để xây xí nghiệp thì cơ bản đều đã đáp ứng. Những chuyện không làm được bên quyện đều có thể nghĩ cách giải quyết. Bí thư à, quyện Cửu Nguyên đều đã đưa ra những điều kiện như thế rồi mà anh Lưu còn không ký nữa. Anh ấy đợi về để ký hợp đồng với quyện Quang Minh chúng ta đi ạ. À, phó bí thư huyện Ngãi hôm qua còn phải cảm khái, thế mới đúng là bạn chứ. Tôi thấy đây là bạn bè đích thực. Phó bí thư huyện Đào Lập Tân dám nghĩ dám làm, có mấy điều kiện nêu ra làm tôi cũng chột dạ lắm, mà phó bí thư huyện Tàu cũng đều đồng ý hết. Hôm nay có thể không từ giá nào, vậy thì sau này phải làm sao chứ? Đâu có giống như bí thư Mai đây, trước nay không nói quá gì, có đúng hay không? Anh Lưu, không phải tôi khách sáo đâu, nhưng mà anh quay lại làm tôi cảm kích từ tận đáy lòng. Sự tín nhiệm của anh đối với quyện Quang Minh chúng tôi so với đầu tư tiền cho chúng tôi còn làm tôi vui hơn. Tất nhiên tiền cũng rất quan trọng. Đúng đúng đúng. Thực ra thì đầu tư cũng xem như xem mắt vậy. Trước đó hai người cũng không quen biết gì nhau, chỉ nghe lời bạn mối giới thiệu. Vậy chúng ta cũng phải chọn bên ổn định rồi. Vừa nghe đã biết anh không nhìn bề ngoài rồi. Nếu như gì bề ngoài, quyện Quang Minh chúng tôi liền chịu thiệt thòi quá. Không nóng nảy thành công lợi ích, điểm này của quyện Quang Minh cũng thật khó có được. Bí thư Mai, bọn tôi theo hướng anh mà tới. Anh xem kìa, khi người bình thường gặp chuyện họ thích thắp hương đốt pháo. Thực ra chúng ta đều rất giống nhau, đều ước những điều tốt lành. Yêu đương là chuyện của cả hai phía, sớm muộn cũng phải gặp phụ huynh thôi. Anh không biết bây giờ có bao nhiêu xí nghiệp không quan tâm đến chính phủ đâu. Bí thư Mai yên tâm, lễ vật của chúng tôi cũng không giả đâu. Sau Tết Nguyên Tiêu, chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng luôn. Đến lúc đó, mời anh và phó bí thư Ngãi cùng tới đặt móng. Có được không ạ? Được.
Tôi đại diện Quyền Quang Minh cảm ơn và quan nghênh anh Lưu. Không cần phải nói nhiều, sau khi mọi người tới sẽ biết. Chúng tôi nhất định thành tâm phục vụ chu đáo, không phụ sự tin tưởng của mọi người. Sang phải một chút. Tay phải, bên tay phải. Bên này, để em cho. Anh nhìn nè. Đây, anh nhìn xem. Chính giữa chưa? Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi. Ăn cơm, ăn cơm. Con bảo bố này, bố làm thế là chịu hư nó đó. Ra đây, ra đây ăn cơm đi. Ăn cơm thôi. Ở giữa cô phải niết chặt đó. Loại nhân ra là không có lì xì đâu. Còn có lì xì á, sau đó nhét vào. Thế nào được không? Cho anh xem cái còn mốt hơn nữa. Tạo dáng này. Ly rượu ngon đầu tiên hiến tặng Tam Bảo. Ly rượu ngon này chúc mọi người như ý cát tường. Alo, đang ở đâu thế? Sao náo nhiệt vậy? Năm mới tặng địch đấy, đang đón Tết ở quê. Anh xem, đây là thôn trưởng của bọn tôi nè. Chào ông, chào ông. Chúc mọi người hạnh phúc, năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Cạn ly, cát tường, cát tường, cát tường như ý. Cát tường, cát tường, cát tường như ý.